Các vị, chị em đoàn tụ sau 30 năm lạc nhau trong vụ lở tuyết, tin từ Bogota, Colombia. Trận lở tuyết kinh hoàng năm 1985 ở thị trấn Amero, Colombia, khiến ít nhất 20.000 người chết và nhiều người ly tán, trong đó có hai chị em Lorena và Jacqueline Vargas Sanchez. Sau khi bị thất lạc, hai chị em được hai gia đình nhận nuôi. Từ đó họ bật tin nhau, thậm chí không biết người kia còn sống hay đã chết. Dù vậy, họ vẫn nuôi hy vọng và mất 30 năm trời tìm kiếm và cuối cùng đã gặp được nhau hai chị em nhận ra nhau nhờ xét nghiệm DNA với sự hỗ trợ của một chiến dịch truyền thông xã hội và tổ chức Amando Amero được thành lập để giúp các nạn nhân trong vụ lỡ tuyết ở Amero. Khi đó, Jacqueline nhìn thấy Lorena xuất hiện trong một đoạn video trên Facebook kêu gọi mọi người cho cô biết thông tin về những người thân của cô còn sống sót nếu như họ biết. Khoảng 3 thập niên đã trôi qua và mỗi người đều có gia đình và con cái riêng. Hai chị em hiện thời ở tuổi 33 và 39, có rất nhiều điều để tâm sự. Vasquez Sanchez cho biết Cô thật sự vui mừng và sung sướng đến nỗi không giải thích được khoảnh khắc này. Mặc dù có chiến dịch truyền thông, nhưng cuộc tìm kiếm cho cha mẹ của hai chị em vẫn chưa có kết quả.